đội tuyển nữ Việt Nam gặp khó khăn trước đội Bồ Đào Nha tại World Cup. Sau trận thua đầu tiên ở vòng bảng, bảng E, cả đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đều quyết tâm giành điểm số đầu tiên tại World Cup 2023. Tuy nhiên, trong cuộc đối đầu này, sự chênh lệch về đẳng cấp đã khiến đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Trước một đối thủ được đánh giá mạnh hơn và có những cầu thủ xuất sắc, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phải triển khai sơ đồ 5-4-1 với mục tiêu tạo ra một hàng phòng ngự vững chắc và tận dụng những cơ hội phản công để ghi bàn. Tuy nhiên, khởi đầu của trận đấu đã không thuận lợi khi đội tuyển nữ Bồ Đào Nha đã nhanh chóng tạo ra áp lực và ghi bàn ở phút thứ 7. Những nỗ lực của các cầu thủ Việt Nam để tìm đường vào khung thành đối phương gặp nhiều khó khăn do sự áp đảo về mặt kỹ thuật và thể lực từ phía đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Mặc dù đã có những pha tấn công tích cực, nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể tạo nên sự nguy hiểm đối với khung thành đối thủ. Trong hiệp 2, thế trận không có nhiều sự thay đổi. Đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vẫn kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội ở phần sân của đội tuyển nữ Việt Nam. Dù huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thực hiện một số thay đổi trong đội hình nhằm cải thiện tình hình, nhưng sự vượt trội về đẳng cấp và kinh nghiệm của đối thủ đã khiến Việt Nam tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Không thể ghi thêm bàn sau khi để thua 2-0, đội tuyển nữ Việt Nam đã chứng tỏ sự bền bỉ trong tinh thần chiến đấu, và thủ môn Kim Thanh đã có một trận đấu xuất sắc với 6 pha cản phá. Mặc dù gặp khó khăn, nhưng các cầu thủ và huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cố gắng hết mình trong cuộc đối đầu này. Trận thua này chắc chắn sẽ là bài học quý báu để đội tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới tại World Cup 2023.